Kính chào quý vị và các bạn. Nếu có dự định tới miền Trung dịp này, quý vị lưu ý tới mưa lớn, mưa còn xảy ra đến hết ngày mai. Lượng mưa từ Quảng Trị xuống đến Bình Thuận phổ biến là từ 100 đến 200 mm và có nơi trên 250 mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm. Khu vực Tây Nguyên mưa lớn hết hôm nay với lượng mưa ước tính là khoảng 80 đến 150 mm. Mưa dồn dập dễ gây ra lũ quét, sạt lở và ngập úng. Nằm trong vùng dự báo có mưa nhiều, Huế liên tục có mưa từ nay đến ngày thứ tư. Mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày, không thuận lợi cho việc di chuyển cũng như là các kế hoạch ngoài trời. Về nhiệt độ cao nhất trong ngày là khoảng 23 đến 27 độ. Tối và đêm xe lạnh, mức nhiệt hạ xuống thấp nhất là khoảng 20 độ. Lý Sơn cũng sẽ có mưa nhiều trong hai ngày đầu tuần, mưa có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. Sang đến thứ tư thì mưa lùi về chiều tối, mưa giảm kéo theo đó là nhiệt độ cũng tăng dần. Cao nhất hôm nay ngày mai là 26 độ, đến thứ tư là 27 độ. Tối và đêm trời mát, nhiệt độ không quá 23 độ. Tới Đà Lạt, quý vị nên chú ý sắp xếp lịch trình cho phù hợp và đảm bảo an toàn bởi dự báo trời sẽ mưa nhiều trong hôm nay và ngày mai, chiều tối thứ tư nữa. Riêng chỉ có ban ngày thứ tư là trời nắng từ sáng đến chiều. Quý vị có thể tận dụng khoảng nắng giáo này để tham quan thành phố Ngàn Hoa, Quảng trường Lâm Viên với tòa nhà có kiến trúc nụ hoa dã quỳ nổi tiếng, cũng là một điểm chụp ảnh rất đẹp mà quý vị không nên bỏ qua. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày là từ 18 đến 21 độ. Tối và đêm thấp nhất chỉ 14 độ trời rét. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin thời tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo.